Xin chào các bạn, mình tên là Hưng. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì để tiếp chuỗi với cái series về cái con Souk này thì hôm nay mình xin làm một video về cái để hiểu sâu, các bạn có thể hiểu sâu về Souk, về Souk là gì và cái những cái token nó bán như thế nào. Thì như các bạn có thể thấy thì ở đây các bạn có thể nó đăng nhập vào cái Souk xong và ấn vào cái nút about này thì nó sẽ biết cho bạn biết này về Souk, về cái tầm nhìn của nó là như thế nào. Thì về Souk ấy, thì cái tầm nhìn của Souk ấy là xây dựng trao đổi các sản phẩm kỹ thuật số thế hệ tiếp theo cho các nhà giao dịch dưới mọi cấp độ kỹ năng, cùng với lại mục đích để tạo ra một cái giao dịch tiền tệ kỹ thuật số để có thể truy cập được vào tất cả mọi người. Nó sẽ cam kết là nâng cao cái kinh nghiệm giao dịch của khách hàng lên và thực hiện những giao dịch nhanh, giá cả hợp lý, dịch vụ của khách hàng đẳng cấp thế giới, cải tiến và sáng tạo. Thì đây chính là việc nó, cái nền tảng này nó sẽ là cái nền tảng trao đổi về cái những sản phẩm kỹ thuật số trong tương lai. Vậy nó sẽ trao đổi những cái gì? Thì ở đây nó sẽ có đứng trên cái giao diện, nó là giao diện người dùng giao dịch hàng đầu thế giới này. Crypto Soul là một cái công ty thương mại này, công nghệ tài chính hàng đầu. Nó xây dựng trao đổi cái nền tảng kỹ thuật số tốt nhất bằng cách tập trung vào cái nhu cầu mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà giao dịch tiền tệ kỹ thuật số. Đó này, nó dựa vào nhu cầu của những hai nhà giao dịch này. Rồi nó sẽ cam kết các thực hiện giao dịch tiền tệ kỹ thuật số có thể đảm bảo với cái tốc độ truy cập nhanh chóng và an toàn nhất. Đây là những cái nó cam kết. Thứ hai là việc giao dịch tiền tệ kỹ thuật số hoặc là cái tiền fiat. Thì nó sẽ cung cấp cho các bạn ấy những cái cặp tiền tệ kỹ thuật số và những cái tiền fiat, tức là cái tiền mà tiền thật ấy mà bạn thích giao dịch. Thứ hai là đặc quyền mua hàng, cập nhật một cái lead đặt hàng trực tuyến mạnh mẽ theo thời gian thực này, và hiển thị các đơn hàng mua bán với tính chất là rộng rãi trực tiếp này, luôn có thể khóa mức chênh lệch thấp nhất này. Hệ thống này sẽ đặt cho một cái tính toán tự động này, luôn biết rằng những người gì sẽ phải trả này. Đối với lại cái đơn hàng mà lớn hơn, nó sẽ cung cấp khả năng báo cáo các giao dịch để chặn các thị trường đó. Thứ hai là những thứ tiếp theo là nó sẽ cho bạn quyền theo dõi các thương mại, để giúp cho cái việc theo dõi này thì nó sẽ sử dụng những cái kỹ thuật của mình. Và cái nền tảng này nó sẽ cung cấp những cái công cụ đo lường cho các bạn, để các bạn có thể thay đổi này cái phần trăm giá này, những cái giá cố định của bạn này, không phải làm những điều đấy bằng tay mà bạn sẽ có những cái calculator ấy, tức là những công cụ hay tool ấy, là những công cụ ấy, những máy tính hay công cụ gì đấy. Cuối cùng thì sẽ cung cấp cho một khả năng là tạo nhiều báo cáo này, tùy vào cái hoạt động thương mại và hoạt động giao dịch này, hoạt động ngân quỹ hay là cái báo cáo dưới cái nền tảng là CSV này, để tạo cái điều kiện theo dõi cái sự trả lại. Nền tảng này được xây dựng từ cái nền tảng từ các chuyên gia lập trình này, và cái chuyên gia về tiền điện tử. Nó được xây dựng trên cơ sở dữ liệu của StreamBD này, như nhúng vào tùy chỉnh và kết hợp các lỗi và nhắm mục tiêu nhiều tập. Sao lưu dữ liệu có một khu vực sao lưu dữ liệu này trong thời gian thực này, để cho các giao dịch và dữ liệu của người dùng luôn an toàn này. Đó, nó luôn đăng ký đây. ICO của nó này. Ấn vào ICO của nó. Nó lại quay về đây. Đó. Thì vừa rồi nó là những cái lợi thế của nó về Souk. Để cái thì bạn có thể vào đây đăng nhập ở đây này. Đó, registration của nó này. Registration của Souk các bạn có thể đây. Đây username của bạn, password bạn sign in nếu bạn có này. Bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể reset password ở đây này. Nếu mà bạn chưa có account ấy, thì bạn chuyển qua đây, bạn gõ username của bạn này, rồi email của bạn này, password này. Đấy, gõ lại password rồi bạn ấn tôi không phải người máy này. Nói rồi sign up, thế là xong.
Trên đây là cái phương châm định hướng của Souk, thì hy vọng rằng những thông tin mình vừa chia sẻ với các bạn thì nó có ích cho các bạn về cái dự án Souk này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe cái video của mình. Các bạn có thể subscribe cái kênh của mình để tiếp tục xem thêm nhiều cái dự án khác, hoặc là tiếp tục để xem cái dự án Souk này. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.